Mình vừa nhận ra là màu áo mặc nhà với cả màu chăn gối của mình y hệt nhau. Xong rồi mẹ còn đang cầm một quả cam nữa. Tìm điểm khác biệt. Chào các bạn. Ở video trước thì mình đã nói về các điều kiện để đi du học Đức. Và đây sẽ là phần 2 của video trước, tức là có những điều kiện đấy rồi thì bạn làm gì với chúng nó để có thể được nước Đức chấp nhận với tư cách là một du học sinh. Đầu tiên thì ôn bài một tí. Nội dung của video trước là về những điều kiện để được đi du học Đức. Thì điều kiện đầu tiên là chứng nhận trình độ học vấn này, chứng nhận tiếng. Tiếng Đức thì Minh là B1 và Max chắc là C2. Chứng nhận của APS, kết quả thi test AS và cuối cùng là chuẩn bị tâm lý. Xác định trong đầu là mình sẽ đi du học. Ok, đấy là các điều kiện sẵn có trong tay để có thể xách vali để đi du học Đức được. Thế còn xác định được là mình sẽ đi du học Đức rồi thì câu hỏi tiếp theo phải đặt ra là mình đi du học Đức nhưng mà đi du học ở đâu? Ở trường nào? Đúng rồi, bước tiếp theo là tìm trường hoặc là tìm STK với các bạn mà chưa học quá 4 kỳ đại học ở Việt Nam nữa. STK hay còn gọi là Student College là khóa dự bị đại học. Thường thì các Student College sẽ là một bộ phận trực thuộc vào Uni luôn. Như ở Greifswald này thì người ta sẽ gọi luôn là STK Greifswald. Thế nhưng mà có những trường hợp ngoại lệ như là STK ở München thì STK đấy thuộc quyền quản lý của Bộ Giáo dục chứ không phải là của Uni. Có một bạn hỏi là mình khuyên bạn ấy nên chọn trường nào thì cũng khó, bởi vì cái này thật sự là tùy thuộc vào tiêu chí của mỗi người. Có những người chọn trường dựa vào ranking của trường này có nổi tiếng hay là có dạy tốt môn này không. Ví dụ như các ngành kỹ thuật, machine and bao các thứ thì mình nghĩ là nên xuống Stuttgart học. Các ngành design thì nên xuống München, bởi vì đây là một thành phố rất là trẻ và năng động, có nhiều cơ hội cho các bạn kiểu thỏa sức sáng tạo ấy. Để tìm được cái ranking của từng trường một thì cũng không khó, có một trang web là Site Ranking hay là Site Campus gì đấy, mình sẽ dẫn link ở dưới để các bạn có thể vào tham khảo. Có khi có người chọn trường dựa vào mật độ người Việt ở trong thành phố đấy đông hay là ít. Nếu mà nhiều người Việt thì mình sẽ có nhiều cơ hội để được ăn đồ Việt. Nếu mà ít người Việt thì mình sẽ có nhiều cơ hội để kết bạn với các bạn nước ngoài. Thế thì có mặt lợi và hại. Thế còn tiêu chí quan trọng nhất thì chắc là tài chính. Thành phố nào rẻ, thành phố nào đắt. Thì mình nghĩ là với các bạn mà gia đình không có những điều kiện khá giả lắm thì nên chọn các trường ở phía đông. Bởi vì phía đông Đức thì lúc nào cũng rẻ hơn mà. Theo như số liệu năm 2018 thì mình thấy có 5 thành phố là tiền thuê nhà cũng như là tiền các loại phụ phí linh tinh khác trong cuộc sống của sinh viên là rẻ nhất. Gồm có Magdeburg này, có Halle này, có mình nghĩ là có Rostock. Tại loại thế, nói chung là có 5 thành phố đấy và hầu như là đều ở phía đông cả. Còn 5 thành phố đắt nhất thì tất nhiên là phải có München, có Frankfurt, có Berlin. Tiền thuê nhà ở Berlin dạo này cũng như này này. Như bản thân mình thì mình chọn thành phố dựa trên tiêu chí là đẹp. Mình đùa đấy. Tại sao mình chọn Greifswald này thì đơn giản là bởi vì năm ngoái, năm 2017, vẫn nghĩ bây giờ là 2018. Năm 2017 mình được một cái học bổng của Bộ Giáo dục Đức để sang bên này trao đổi văn hóa trong một tháng. Thì trong một tháng đấy mình cũng có đến Greifswald này ở 2 tuần và ở kiểu như là ở một gia đình guest family ở đây. Trong 2 tuần đấy mình cũng có đi tham quan thành phố này một chút rồi mình cũng biết sơ sơ cái gì ở đâu, và quan trọng nhất là mình có một mối quan hệ khá là thân thiết ở đây, họ coi mình như là con trong nhà ấy. Nên là mình nghĩ năm đầu đi du học thì nên bắt đầu ở một thành phố nhỏ như thế này trước, và tốt hơn hết là nên có một ai đó hậu thuẫn để lỡ có vấn đề gì như kiểu tự nhiên nhà mất điện hay là hỏng xe hay là chỉ đơn giản là ngày nghỉ lễ không có việc gì làm nhớ nhà thì đến nhà họ người tâm sự ngồi chơi một lúc ấy cho nó đỡ buồn. Thì những cái đấy rất là quan trọng. Chứ còn đến những năm sau nếu mà bạn không thích ở đây nữa vì kiểu ở đây mưa nhiều quá. Hay là ở đây ăn bánh cá nhiều quá bạn chán rồi thì bạn hoàn toàn có thể apply các trường đại học khác. Năm đầu này chỉ là năm STK thôi mà bạn không bắt buộc phải ở đây cả đời.
Nếu như bạn không có người quen nào ở đây mà mang tính chất thân thiết thì có thể dựa vào hội sinh viên người Việt. Các thành phố có hội sinh viên Việt Nam đông cũng có Hanover, Frankfurt, Berlin hay là Hamburg. Theo mình thấy thì có 4 thành phố này là hội sinh viên Việt Nam rất là đông đảo. Các anh chị cũng có vẻ rất là kiểu welcome ấy. Sau khi tìm trường và xác định được trường nào mình muốn học xong thì bước tiếp theo là xin su. Xin su. Su ở đây viết tắt cho su lát sung, có nghĩa là giấy chấp nhận vào học. Cái giấy này rất quan trọng, nó là một cái giấy thông hành cho các bạn khi mà đi xin visa, khi mà đi qua hải quan, khi mà đi đăng ký nhà. Nếu như bạn đăng ký ở Studenten Wohnheim, một điều quan trọng khi mà tìm trường là phải chú ý đến cái Bewerbungsfrist, hay nói cách khác là deadline nộp hồ sơ đấy. Thì cái này ở mỗi trường khác nhau, cho nên là phải chú ý và ghi chú lại. Nếu không mà lỡ cái hạn nộp hồ sơ thì ở nhà. Phần Bewerbungsfrist này thường thì các bạn có thể tìm được ở trong phần Studieninteressierte hoặc là Studienangebot, mấy chỗ như thế. Nói chung là phải sục sạo, kiểu đánh hơi ấy. Xin su thì có thể xin qua một là UniAssist, hai là lên thẳng online portal của trường. Cách Bewerben như thế nào? Qua UniAssist thì lại phải mất một video nữa để giải thích cho nó cặn kẽ, cho nên mình sẽ chỉ nói đơn giản, nói tổng quát. Bạn đầu tiên, bạn phải lập một tài khoản ở đấy đã. Sau đấy thì vào phần Dateiverwaltung thì vậy. Thì ở phần Dateiverwaltung này bạn sẽ upload bản PDF của, hay là bản scan ấy, của các cái tài liệu mà chứng minh trình độ học vấn của bạn lên. Ví dụ như là giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, và tốt nhất là upload luôn bản dịch của các cái giấy tờ này luôn lên đây. Sau đấy thì bạn sẽ tìm Antrag, tức là đơn đăng ký của các trường hoặc là các STK mà bạn muốn vào học. Sau đấy bạn trả tiền cho họ. Và cuối cùng là gửi hồ sơ cùng với Antrag đến cho UniAssist để họ kiểm tra. Cơ bản như thế thôi. Sau khi nộp các cái hồ sơ cho UniAssist hoặc là chép cho trường hoặc là cho STK đấy, thì bạn sẽ thi dự bị. Thi dự bị thì có thể được tổ chức ở Việt Nam hoặc ở Đức. Thì nếu mà bạn thi dự bị ở Đức thì bạn sẽ phải xin visa cho dạng thi dự bị. Thì mình nghĩ là cái này hơi khó, hơi bất tiện. Tại vì mình không nói gở đâu, nhưng mà lỡ chẳng may mà bạn xin visa sang bên này thi dự bị, xong rồi phì phui cái mồm là bạn không đỗ. Nhưng mà bạn còn có ý định là thi dự bị ở một trường thứ hai hoặc là thứ ba nữa, nhưng mà visa của bạn thì chỉ cho phép ở cho đến sau kỳ thi dự bị của trường thứ nhất thôi chẳng hạn. Thì cái này phải đọc kỹ trên visa. Thì cũng khó đúng không? Cho nên là mình nghĩ là trong thời buổi mà nhạy cảm mà kiểu nhiều du học sinh trong Đức như thế này ấy, thì cứ chọn những cái trường nào mà cho phép thi dự bị trực tiếp ở Việt Nam. Mở tài khoản khóa, hay còn gọi là tài khoản phong tỏa. Nguyên văn của nó là Sperrkonto. Tài khoản phong tỏa được hiểu như là bạn chuyển sẵn một số tiền vào cái tài khoản này, sau đấy thì bên ngân hàng người ta sẽ phong tỏa cái số tiền này cho đến khi nào bạn sang đây và bạn xác nhận là bạn đã bay đến Đức và bạn sẽ học ở đây, thì ngân hàng sẽ mở cái khoản phong tỏa này ra cho bạn. Nhưng mà họ cũng limit cho bạn là một tháng thì bạn chỉ được tiêu bao nhiêu tiền, sao cho trong 12 tháng bạn ở đây thì bạn sẽ dùng hết cái số tiền mà bạn đã chuyển vào ban đầu đấy thôi. Ví dụ bây giờ khoản tiền ban đầu mà Deutsche Bank yêu cầu bạn chuyển vào là 8.640 oi thì mỗi tháng bạn sẽ chỉ được rút ra tối đa là 8.640 oi chia cho 12 tháng là 720. Quá số tiền này đi thì không được. Để mở được cái tài khoản khóa của Deutsche Bank thì bạn phải tìm đơn đăng ký ở trên mạng, trên trang web của Deutsche Bank, phần Sperrkonto für ausländische Studenten. Bạn điền cái form này, và nhớ là điền form thì phải điền vào máy tính. Sau đấy bạn in cái form này ra và mang tờ form này cùng với một số giấy tờ khác nữa, mình cũng không nhớ rõ là giấy tờ gì, đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để xin dấu của người ta và ký ngay trước mặt người ta, cộng với nộp tiền phí mở tài khoản là bao nhiêu đấy, như 150 oi thì phải. Có được cái dấu này rồi thì bạn gửi hồ sơ này chuyển phát nhanh đến trụ sở chính của Deutsche Bank ở Đức là ở Leipzig thì phải. Thì khoảng một tuần sau hoặc là một tuần rưỡi cho đến hai tuần thì họ sẽ gửi một cái mail vào địa chỉ mail của bạn báo confirm là bạn đã mở được tài khoản đó.
Đấy là với trường hợp mà bạn mở được tài khoản nhé. Còn nếu như mà bạn kiểu khai sai, khai không logic ở đâu đấy thì họ không mở tài khoản cho bạn thì họ cũng không thông báo gì lại là nó không thành công đâu. Cho nên là chờ max đến 2 tuần rưỡi mà không nhận được mail thông báo gì của họ thì tốt nhất là nên tìm đến giải pháp thứ hai là mở tài khoản khóa của Vietinbank. Mở tài khoản khóa của Vietinbank thì nhanh gọn hơn và không mất tiền phí gửi hồ sơ sang bên Đức. Thế nhưng mà vì Vietinbank thì không có nhiều chi nhánh ở bên Đức ấy, cho nên là khi nào mà đến Đức ấy thì bạn sẽ phải đến chi nhánh của Vietinbank ở một là Berlin hay là Hamburg để kích hoạt tài khoản. Thì cái này có thể là một điều kiện hơi khó, hơi bất tiện đối với những bạn nào mà không học ở hai thành phố này. Đấy là chuyện tiền nong xong rồi. Chào hoa quả pha sữa. Sau khi thi dự bị và đỗ rồi và nhận được summa cum laude của trường rồi thì bước cuối cùng quan trọng bây giờ chỉ còn là xin visa thôi. Tại sao ở vlog trước mình lại nói là phải chuẩn bị tinh thần? Bởi vì chính là cái bước xin visa này là tinh thần của các bạn sẽ bị lung lay khá là nhiều. Nhất là với các bạn mà kiểu nhát nhát, sau người hay bị bắt nạt ấy. Bởi vì khi mà xin visa thì người ta, những người mà kiểu bé am chờ ấy, người ta sẽ rất là kiểu khó tính ấy. Xong rồi bạn nào mà kiểu chưa quen tự soạn giấy tờ có khi soạn không đúng thứ tự ấy, hoặc là chỉ cần đứng sai vị trí trong khi xếp hàng thì cũng sẽ bị mắng. Cho nên là xin visa thì hướng dẫn các bước cụ thể như thế nào thì lại phải tốn thêm một video nữa, bởi vì cái này thực sự là có rất là nhiều công đoạn ấy. Thì nếu mà các bạn muốn thì hãy comment ở dưới cho mình để mình biết, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn về từng bước xin visa như thế nào. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể tự đọc ở trang web của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, như địa chỉ là hanoi.diplo.de thì phải, mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà mình sẽ dẫn link ở dưới. Thì lời khuyên chân thành nhất của mình khi mà xin visa thì có hai lời khuyên. Thứ nhất là luôn chuẩn bị một hoặc hai bộ hồ sơ sơ cua để lỡ mà có vấn đề gì đấy thì mình còn có thể xoay được. Bởi vì như ở Hà Nội thì hàng photo cũng khá là xa so với tòa nhà đại sứ quán, cho nên là phải đi lại để photo một hai tờ giấy thì cũng kiểu bất tiện ấy. Nên là cứ mang theo một bộ hồ sơ sơ cua và xếp riêng. Nếu như mà cần một tờ giấy cụ thể nào đấy thì mình sẽ lấy rất nhanh từ cái túi MyClear hoặc là cái Ordner, hoặc là sắm hẳn một cái Ordner, mình không biết tiếng Việt gọi là gì. Mẹ mình thì hay gọi là cặp lá, cái loại Ordner mà kiểu nhiều lá như này. Thì cái gì của một loại giấy tờ thì cho hết được một file, một folder như thế thì không sợ bị kiểu cuống xong rồi không tìm được giấy tờ ấy. Đấy là lời khuyên thứ nhất, là luôn phải tính chuyện sơ cua. Còn lời khuyên thứ hai là xếp giấy tờ theo đúng thứ tự được ghi ở trên trang web của Đại sứ quán. Ở trên trang web của Đại sứ quán thì họ có ghi rõ quy định là những giấy tờ nào phải nộp và theo trình tự nào. Hãy đọc cho kỹ những cái hướng dẫn này và xếp theo đúng những trình tự đấy. Mình không đảm bảo là những cái trình tự đấy là đúng theo yêu cầu và theo ý muốn của những người làm việc trong đại sứ quán đâu. Có thể là tự nhiên họ lại muốn thay đổi một cái gì đấy mà chưa kịp viết lên trên trang web hay là chưa kịp thông báo rộng rãi thì lúc đấy bạn lại phải xếp lại. Nhưng mà hãy chuẩn bị tinh thần là như thế. Thật ra nói đến đây, nói đến chuyện chuẩn bị tinh thần thì mình lại có thêm hai lời khuyên nữa. Lời khuyên thứ ba là mang theo băng dính hoặc là hồ dán. Bởi vì khi mà các bạn phải dán ảnh vào trong cái tờ khai xin thị thực ấy thì ở trên trang web có thể ghi là dán trực tiếp vào hoặc là chỉ đính kèm không dán. Thì lần năm trước mình đi xin visa thì hướng dẫn ở trên trang web vẫn là ảnh đính kèm không dán nên bọn mình chỉ đính kèm thôi. Thế nhưng mà đến lúc nộp hồ sơ thì bên đại sứ quán lại bảo là phải dán hết vào. Thì lúc đấy mới táo hỏa đi tìm hồ dán, may mà trong đoàn có người mang theo. Bọn mình xin visa theo trường mà, cho nên là có nhiều người đi cùng, nên là có người mang hồ dán thì bọn mình mượn được. Chứ còn nếu mà bạn đi một mình kiểu tự túc ấy thì lúc đấy xoay cũng khó, cho nên là hãy mang theo hồ dán, mang theo băng dính trong, băng dính hai mặt. Lo xa thì mang theo luôn cả mấy cái cặp giấy ấy, mấy cái kẹp giấy ấy. Đấy là lời khuyên thứ ba. Còn lời khuyên thứ tư là hãy chuẩn bị tinh thần để ăn mắng. Bởi vì những người làm việc ở đại sứ quán Đức thì kiểu họ thỉnh thoảng
họ cũng hơi bị kiểu hơi nóng tính một chút, hơi bị cáu bẳn một chút, chịu nhịn nghe một vài câu quát, một vài câu to tiếng vì đứng không đúng chỗ, hay là xếp hàng không đúng chỗ, hay là gọi đến tên mà không nghe thấy, thì cứ nhịn đi còn hơn là trượt visa xong rồi ở nhà, đúng không? Thế là hết series về cách để đi du học Đức của mình. Tập đầu tiên là về các điều kiện, thì nếu muốn các bạn có thể xem lại ở đây, ở cái chữ Y nó đang nhảy ra đây này. Còn tập này là về cách để đi du học Đức, các bước để đi du học Đức. Lại này mình cũng ngu tiếng Việt quá, mình không phân chia nó rõ ràng được, nhưng mà nói chung bạn có thể hiểu tập 1 là như kiểu bạn có trứng, bột mì và sữa. Còn tập thứ 2 là làm thế nào để tập hợp những cái nguyên liệu đấy và biến chúng nó thành pancake đấy. Nếu mà các bạn có thêm nhu cầu gì nữa về những bước mà liên quan đến du học Đức, như kiểu chi phí như thế nào, hay là chuyện tìm nhà như thế nào, hay là cách học như thế nào, hay là đi lại như thế nào, thì cứ comment ở dưới cho mình biết. Mà nếu như bạn có nhu cầu muốn inbox hỏi riêng thì cũng được thôi, thì giúp được gì mình sẽ rất sẵn sàng để giúp thôi. Vậy ha, làm vlog đến đây thôi. Bây giờ hết Winterferien rồi, mình phải đi học. Nhưng mà trước khi học thì mình phải đi vứt rác nữa. Thật là một ngày đẹp trời để đi vứt rác. Chủ nhật nên chẳng ai ra ngoài. Eo ấm vậy. Biết hôm nay bao nhiêu độ mà ấm thế nào? 6 hay 7 độ.